Hello, hello everybody, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Channel Funny Gaming TV của mình nha. Thì hay còn gọi là channel Nagot Lâm Tặc. Các bạn đừng có đọc lộn với mình nha. A mà âm, L âm dâm, ở lộn, L âm lâm. Thì hôm nay mình sẽ theo yêu cầu có rất là nhiều bạn đề nghị. Anh Tính ơi, đầu game đừng cướp bùa của người ta nữa anh. Ok, anh sẽ đánh theo cái kiểu không cướp bùa, đầu game cho mọi người xem luôn. Thì nếu mà cái lối đánh là đầu game mà không cướp bùa thì các bạn sẽ đánh như thế nào và phải làm những gì, rồi mình sẽ chỉ cho các bạn luôn. Và nó chỉ rồi gọi là thành công thì sẽ up lên thôi, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Tại vì có nhiều bạn vừa chơi các bạn, họ không thể nào mà gọi là tổ lái ta này cứng để mà qua cướp được. Thì mình hiểu được điều đó, cho nên là mình sẽ chiều các bạn luôn. Các bạn yêu cầu thì mình gọi là mình làm được, mình giúp được, mình sẽ lấy giúp các bạn thôi. Chứ lối đánh của mình là mình không cướp, cảm thấy mình rất là dị ứng các bạn, rất là ngứa ngáy luôn. Thực sự luôn, mình đánh là mình phải cướp của người ta mình mới chịu được. Ok, thì mình sẽ không cướp giai đoạn đầu thôi, nhưng mà giai đoạn từ cái giai đoạn đầu trở sau là mình cướp là không chịu trách nhiệm mà nghe. Còn bây giờ thì hôm nay mình sẽ lên cái bộ trang bị gọi là full đam, nhưng mà thiên về tốc độ đánh các bạn. Bộ ngọc mình cũng không dùng ngọc công vật lý luôn, mình dùng về cái bộ ngọc tốc độ đánh luôn. Thiên, nói chung là hôm nay mình làm Nagot về thiên về tốc độ đánh các bạn, full tốc độ đánh luôn. Thì nó sẽ như thế nào? Mình thấy là mình đang rất là dị ứng luôn các bạn, đánh rất là chậm và farm rất là lâu. Nhưng mà đây là đầu game thôi, để xem là giữa game và cuối game thì nó sẽ như thế nào nha. Ok, bây giờ mình sẽ lụm luôn cái thằng Wonder Woman, quất mày luôn. Woman nè, hổ báo nè, quất lục chơi luôn xuống chắc quất mày luôn. Và cái chén cơm đầu thuộc về Triệu Vân luôn. Không sao các bạn, đồng đội ăn được thì ăn thôi, nhưng mà cái đậu phộng gấu má, đậu xanh gấu muống mày nha thằng Triệu Vân. Tao quýnh không đỡ để cho mày ăn nha. Đánh là các bạn phải nhường những cái gì gọi là ân ái nhất, ưu ái nhất, các bạn nhường cho thằng gừng nha. Ok, bây giờ là các bạn quan sát map cho mình. Thì bây giờ cái thằng Violet nó đang ở trên kia, thì bây giờ mình đập luôn cái chỗ của nó. Cái thằng Alai này thì nó đép cái gì các bạn? Nó đép bằng cái đường nào? Nó đép bằng cái đường tàu hỏa hả? Quất luôn, chơi luôn, quất luôn, xuống sáng luôn các bạn. Quất luôn, thích quất luôn, quất lại là giọt luôn chứ sao giờ các bạn. Giọt kìa, né né các bạn. Ok, như là cái thằng Violet nó không về các bạn. Nó không về thì bây giờ mình làm cái gì? Rất là dễ luôn, nó không về thì vô mình lụm cái bùa xanh của nó thôi. Rất là nhẹ nhàng và từ tốn, các bạn đập luôn chơi luôn. Thả cái gì tao biết mà mày ơi, mày thả cái gì? Thôi hôi, đẩy một cái rất là đẹp luôn các bạn. Thì bây giờ phải làm những gì tiếp theo? Là mình núp bụi và mình chờ một cái điều gì đó. Mình nhảy mình vô mình tát vô cái đích đó các bạn. Đập thẳng lên trời luôn mà đập luôn các bạn. Chơi luôn và luôn, một mạng hai mạng luôn. Ăn luôn cái bùa xanh luôn. Và cái thằng Violet thì nó chỉ có thọt thôi các bạn. Thật sự các bạn luôn. Nó bây giờ mình lụm cái trụ của nó luôn nè. Phá luôn. Cái thằng Alai nó đang lõn tỏn chạy ra nè các bạn. Cái này mà chạy ra là tốt. Đá vô cái đít mày ăn lên trời. Quất luôn chơi luôn. Quất luôn. Về đập trụ nó luôn các bạn. Các bạn thấy rất là lời nha. Nhưng mà không phải trận nào các bạn cũng phải làm được như vậy đâu. Tùy theo trường hợp. Chẳng hạn như cái thằng Violet các bạn thấy nó không về, thì ngại ngùng gì mà mình không cướp bùi xanh của nó, mà ngại ngùng gì mình không đập thêm cái trụ của nó các bạn. Rất là dễ luôn. Các bạn đánh các bạn phải quan sát kỹ map thì các bạn mới làm được điều đó nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm cái gì tiếp theo nè. Bây giờ các bạn quan sát giúp mình nha. Bây giờ cái thằng Violet nó đang ở đâu? Nó đang ở nhà, đang lõng tỏn chạy ra, nó ăn bùa đỏ nó chứ đâu các bạn. Nó bây giờ nó đang trên kia các bạn. Có thể là bây giờ là nó không, nói chung là nó rút là thọt luôn. Nó không còn bùa xanh nữa đánh thì nó sẽ rất là thọt, cho nên các bạn khỏi phải sợ nó. Nó sợ làm cái gì hết. Ok, thì bây giờ để mình xem là phải làm những gì tiếp theo nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn để các bạn chơi game sẽ thoải mái và dễ dàng hơn. Đó, và bây giờ các bạn quan sát thì cái bùa xanh của thằng Violet chuẩn bị ra nha. Thì các bạn muốn biết rõ các bạn phải làm cái gì? Các bạn nhìn vô nè, cái bùa đỏ của mình nha. Cái gọi là cái bùa đỏ của mình này đó, cái bùa xanh của nó chuẩn bị hết nè. Đó, bây giờ mình ăn bùa xanh là nó sẽ quay về chơi với ban đầu. Thì cái bùa xanh của thằng Violet nó chuẩn bị ra nha các bạn, tầm là 7 giây, 8-9 giây nữa cái bùa xanh của nó sẽ ra nha. Ok, và bây giờ mình sẽ nhường cho cái bùa đó cho thằng Triệu Vân luôn. Mình sẽ tổng cơm bát ở đây các bạn. Mình quất cái thằng Violet luôn cho nó lên bảng cho nó thọt luôn. Thật sự các bạn, bây giờ thằng Violet nó rất là thọt rồi, nó bắn không có thấm đâu. Quất luôn là chơi luôn, quất luôn xuống sát luôn các bạn. Quất luôn và nó để bò quất thôi, mình né né ra. Chứ vô tổng cơm bát nó quýnh rất là thấm nha các bạn. Quất nè, chơi nè, quất xuống sát, quất nè, quất luôn nè, chơi luôn nè. Quất tán vô cái đầu mày nè, rồi chạy đâu Vio ơi. Mày chạy đi đâu em ơi, khi nhà nó bán em ơi. Quất luôn chơi, quất luôn xuống sát luôn các bạn, chơi luôn sợ cái gì. Gì thích là quất thôi, thích là đập luôn các bạn, đập luôn. Thích là quất hết, quất lía hết luôn các bạn. Nhưng mà quýnh nóng lại là chạy giúp mình nha. Quýnh cảm thấy mà không lại các bạn cứ chạy cho mình. Chạy không phải là nhục, mà là chạy nó còn nhục hơn cái chữ nhục nữa các bạn. Nó chỉ là lý thuyết thôi, nhưng mà chạy là để úp sọt đối phương các bạn. Cho nên là đánh không lại
các bạn cảm thấy không chắc, các bạn chạy giúp mình nha. Ok, bây giờ đập cái mic của nó rồi các bạn, sau đó làm cái gì? Hai con quái này tại sao các bạn lại không ăn luôn, lụm hết cho mình, lụm hết. Tao nói vô nhà nó rồi, mà các bạn đủ cái điều kiện là các bạn khi mà các bạn rời ra khỏi nhà nó nha, các bạn đập hết đồ trong nhà cho mình. Tivi, đầu máy, tủ lặt máy, dạnh, đồ xe, cổ, quần áo các bạn lôi, các bạn đập hết cho mình. Cái nồi cơm điện các bạn đạp thẳng luôn, cái mâm cơm các bạn bẻ luôn. Là cái thằng gừng của nó sẽ rất là tọt nó. Bây giờ mình lại vô mình đạp thẳng cái mâm cơm của nó, các bạn, nó đang ăn cơm đó. Mình chạy vô mình đạp thẳng cái mâm cơm luôn, nó phải chạy luôn, nó bây giờ nó lụm luôn. Các bạn làm như vậy thì cái thằng gừng bên kia nó sẽ rất là thọt. Nó làm gì mà có bộ trang bị, nó làm gì có một cái lượng vàng và một cái kinh nghiệm để nó bắn các bạn sốc đam được, không có nha. Thì các bạn là cái độ chơi game của bạn nó sẽ dễ dàng hơn. Quất luôn nạ lại, mày làm cái gì, mày làm cái trò gì, mày tưởng đâu mày mạnh lắm hả, quất luôn sợ lắm cơ nè. Bây giờ thằng nào thích quýnh lộn tiếp đi, tao ra đây tao phá trụ thôi. Cho tụi nó quýnh lộn, tụi nó xích đầu mẹ chán hết. Các bạn ra đây các bạn bẻ trụ cho mình. Đánh thì các bạn hãy quan trọng trụ nhiều hơn cho mình nha, chứ đừng có quan trọng nhiều quá về mạng các bạn. Mạng mà các bạn ăn nhiều quá các bạn cũng không có thắng, mà trụ các bạn ăn ít quá các bạn cũng không có thắng nha. Cho nên là tập trung bẻ trụ cho mình. Nè, lại hổ báo, hết rồi, hết cơn tiêu rồi, mẹ ơi, chạy đâu, lên bảng luôn. Trời ơi, nó hổ báo các bạn, nó hết tiêu rồi. Rồi mình biết được điều đó cho nên là mình băng trụ, mình giết nó luôn. Ok, và bây giờ để xem là cái thằng Violet nó làm cái gì các bạn, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn, để các bạn mà khi mà các bạn có rơi vào những cái tình huống này mà các bạn sẽ biết được cái cách xử lý để các bạn chơi game nó dễ hơn nha. Bây giờ là để quan sát nè, là xem cái thằng Violet nó đang ở đâu nha. Nhưng mà mình nghĩ thì bây giờ thằng Violet nó chỉ có ôm trụ thôi các bạn, thật sự các bạn luôn. Bây giờ nó rất là thọt rồi, nó không dám ra lên cao nữa đâu các bạn. Nó lên cao thì chỉ những tăng thôi, chứ bây giờ thằng Violet nó rất là thọt, nó không lên cao đâu. Các bạn kiếm nó, cái bù xanh thì bây giờ nó cũng ăn xong rồi, các bạn chạy qua là cũng mất rồi. Hồi nãy giờ là các bạn, nếu mà các bạn chạy qua sớm quá thì sẽ kịp, nhưng mà bây giờ là muộn rồi các bạn. Thì bây giờ mình chỉ có núp bụi mừng canh mình giết nó thôi. Cái tầm này thì tụi nó chỉ ôm trụ thôi các bạn, tại vì mình quá xanh rồi. Nhưng mà tụi nó quá thọt rồi, đặc biệt là gần nữa thì nó chỉ có biết ôm trụ thôi, nó không dám ra đâu. Rồi bây giờ mình đứng đây mình chờ nó thôi. Cái bây giờ là cái thằng Wonder nó đi bẻ lén các bạn, mà không ăn nào ra luôn. Trời ơi đứng rất là cô đơn luôn các bạn. Thôi bỏ các bạn, cái mấy mà các bạn là đứng lâu quá, các bạn chờ mà lâu quá không thấy nào, các bạn bỏ giúp mình nha, chứ đừng có đứng nó hoài. Đứng nó hoài là sẽ rất là thọt nha. Chạy chỗ khác cho mình, cảm thấy mà gọi là lâu quá mà không thằng nào xuất hiện và cái mục tiêu đó các bạn không bắt được, các bạn bỏ luôn. Ok, chạy ra đây đẹp các bạn ơi, mất cái trụ rồi. Cái thằng Wonder đi bẻ lén các bạn, mình sẽ giết nó sau. Rồi bây giờ mình đẩy cái lính này cao lên nè. Đó, thì các bạn nhớ giúp mình nha, trước khi các bạn combat thì các bạn hãy chú ý những cái đường quái xung quanh là các bạn đã đẩy cao lên chưa, để mà khi mà các bạn lỡ có win combat thì các bạn còn phá trụ được. Mà còn lỡ mà khi mà các bạn có thua combat thì tụi nó cũng không có phá trụ các bạn được. Tại vì sao, làm gì nó có quái mà nó phá. Đó, cho nên các bạn lưu ý giúp điều này cho mình nha. Trước khi combat các bạn hãy xem hai bên đường quái của mình, và đặc biệt ba đường luôn càng tốt. Quái nó có lên nửa map chưa, hay là quái của nó đang tràn xuống qua nửa map của mình. Mà lỡ mà mình thua một cái là nó tràn vô nó quýnh chết nha các bạn. Quất luôn nè, nhảy thẳng vô thằng ở đây cho mình. Quất luôn, quất không được là giọt ra. Vào combat các bạn cứ nhảy thẳng cái mục tiêu vào cái con Violet cho mình, đặc biệt là con Violet nha. Các bạn cứ nhảy thẳng vô cái chủ lực của nó, là đầu tàu của nó sẽ gã thôi các bạn. Nó đầu tàu nó chết là tem của nó sẽ gã thôi các bạn, chứ đừng có nhảy vô con Ally hoặc là con Jill hay cái gì hết. Không nhảy vào mấy con đó nha, nhảy thẳng vô cái con AD cho mình. Dùng chiêu 2, sau đó các bạn dùng chiêu 1, các bạn tán một cái thật là nhanh, sau đó các bạn bật cái tiêu lên, là các bạn bật cái chừng trị nữa nếu có là nó sẽ chết nha. Ok, mình sẽ giết thằng Jill cho các bạn xem. Mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách chế khi mà thằng Jill nó bật in tiêu lên nè. Mày bật in tiêu tao xem. Mày bật lên mày nè, bật xong chưa? Xong chưa? Rất là dễ luôn. Thật sự các bạn nè, như thế này này. Khi mà thằng Jill nha, nó bật in tiêu lên, các bạn đừng có đánh nó hay cái gì, các bạn đừng có bật in tiêu lên mà khi mà vừa in tiêu các bạn mà các bạn lại bật in tiêu lên sẽ rất là sai. Các bạn cứ để cho nó in tiêu đi. Nó in tiêu các bạn canh đúng cho mình 1 giây thôi, hoặc là 1.2, 1.3 giây, các bạn bật cái in tiêu lên. Mà khi các bạn vừa bật cái in tiêu lên, nó vừa lú cái bản mặt của nó ra, là cái in tiêu của bạn vừa kết thúc, là nó sẽ hất tung cái thằng Diêu lên nha. Nó sẽ dùng kêu bị hụt. Thì bất cứ người nào đánh Diêu khi mà đang dùng cái in tiêu, lúc nào cái tay họ cũng dùng trong cái chiêu 2 của con Diêu, các bạn ấn để di chuyển, để dịch chuyển ở chỗ khác á. Mà khi các bạn nó vừa lú cái bản mặt ra, là cái chiêu kết thúc, chiêu in tiêu của bạn vừa kết thúc của Nagot này nó đều hất tung lên, thì nó sẽ bị hủy cái chiêu 2 của con Diêu nha. Các bạn sẽ làm bỡ ngỡ đối phương liền luôn. Đó là mình chỉ cho bạn cái cách khắc chế mà khi cái con Diêu nó in tiêu vào các bạn khi các bạn đánh Nagot nha. Cái mẹo này rất ít người biết thật sự các bạn luôn. Đó thì bây giờ mình biết cái gì mình chỉ các bạn luôn. Các bạn mình đến với channel của mình biết được những gì là mình chỉ cho các bạn hết.
để các bạn leo găng hiệu quả và dễ dàng hơn. Các bạn chơi game có một cái tâm lý thoải mái hơn. Nếu mà cả mấy mà các bạn leo găng hiệu quả thì các bạn hãy đừng quên mình và hãy tìm đến Facebook của mình và các bạn cảm ơn mình cho một cái mình có một cái lời động viên, một cái tinh thần để mình làm thật cái nhiều clip hơn cho các bạn xem nha. Tích tụ quất luôn, các bạn chơi luôn, nó quất luôn, mình xanh rồi mà. Và tiếp tục luôn, cho xanh cỏ luôn, các bạn cho xanh cỏ luôn. Nói gọi cho ai vậy thôi chứ thực sự là ngáo thì chết các bạn. Ngáo thì chết. Chứ không có chuyện gì mà gọi là biện minh rồi tới tải với bị không có các bạn. Ngáo là chết, mình chấp nhận luôn. Dễ dàng thôi, cái chuyện gì đâu khó khăn các bạn. Ngăn người ta không được thì xác định chết ngược, chứ có chuyện gì đâu mà căng. Chết thì chuẩn bị cái chết nữa, chứ có chuyện gì đâu mà khó khăn. Mới có một mạng mà lo cái gì các bạn. Thằng Violet bây giờ thật sự các bạn luôn, nó không có bánh mình được. Thật sự các bạn luôn, mình lên full đam mình không có giáp nha, nhưng mà cái lượng tiền của nó rất là thọt hơn mình. Mình hơn nó gần nửa cây tiền luôn các bạn. Mình 10.000 là nó chừng 5.000 thôi, thì làm sao mà nó đánh mình thấm được. Thì không phải là cái pha đó là mình chủ động hay là mình gọi là mình bi quan, mình khảo quan quá, hay là mình gọi là mình nhường đối thủ thì cũng có các bạn. Tại vì thôi lướt vô gọi là trượt tay các bạn, đâm đầu tường chết, ngu thì chết chứ không bệnh tật gì cử hết các bạn, ngu thì chết. Đó, bây giờ nào thằng nào thích bước chân ra đây, chỉ cần bước ra tao thấy một cái thôi là tao chạy liền, quất luôn này, chứ có chạy chơi một lúc quất luôn, quất được giọt luôn các bạn. Chuyện gì đâu mà khó khăn, tích tao đập, tích tao quất luôn, quất lại chạy, cái chuyện rất tức là bình thường. Bình giờ mình canh rồi mình bắt cái thằng Violet rồi các bạn, mình không bắt thằng nào nữa, canh đúng nhảy thẳng vô con Violet các bạn. Thì hôm nay là mình dùng cái gọi là thiên về tốc độ đánh các bạn. Thì bộ ngọc của nó như thế nào thì mình sẽ để trong phần mô tả nha. Và phần mô tả mình đã hướng dẫn các bạn rồi. Nó nằm ở trong cái tiêu đề của clip đó các bạn. Các bạn nào mà xem bằng điện thoại các bạn ấn vào cái tiêu đề thì nó sẽ hiện ở phần mô tả nha. Trong cái phần mô tả nó chứa cái link Facebook này, cái link Donate này, và những cái thông tin về cái kênh của mình, chẳng hạn như ngọc này là mình để trong phần mô tả nha. Còn trang bị thì mình sẽ để gọi là lung tung beng trong cái trận, cho nên bạn nào mà xem hết clip của mình các bạn xem thì các bạn sẽ thấy được cái biểu đồ nha. Quất cần ở đây nè các bạn, chơi quất luôn, quất được chạy ra luôn, rất là thấm các bạn ơi. Bây giờ là thằng Diêu nó xanh rồi cho nên nó gõ mình rất là thấm. Mình không có lên thủ mà mình lên full dam, cho nên là đánh cẩn thận một xíu các bạn, sơ ý một cái là lên bảng nha. Bây giờ vô tán nè các bạn, vô tán, tán các bạn đọc, tán các bạn mặt nó các bạn, tán luôn, được chạy ra luôn, trời ơi luôn. Xém tí xanh cỏ lần thứ hai các bạn, một chút xí thôi là bỏ tiền thoại xuống đếm số nữa các bạn ơi. Bây giờ rất là nhỏ luôn, nhưng mà chính vì thì cái điều đó các bạn cũng đừng có bán đồ của các bạn mà các bạn lên tăng cho mình nha. Không có nha, xác định mà mình đã gọi là mình chơi full dam rồi là mình xuống sát luôn, mình chơi cho tới luôn, chơi cho tới nái luôn các bạn, chứ đừng có gọi là đang chơi giữa chừng mà nản quá bán đồ. Tôi nói lên full lên đồ tăng thì sẽ rất là bậy, rất là sai nha các bạn. Đã xác định chơi full dam là thẳng full dam cho mình luôn, chứ có việc gì mà thấy thấm quá mà lại bán cái món dam mà lên một món thủ sẽ rất là thọt nha. Bây giờ các bạn full dam các bạn đánh nó còn không thấm rồi, mà nếu các bạn bán thì các bạn lên thủ thì làm sao các bạn giết nó. Các bạn phải nghĩ cái điều đó cho mình nha, không gì hết. Tại vì cái pha đó là mình combat lỗi thôi, mình không bắt được cái thằng chủ lực của nó nên nó ra như vậy. Nhưng nếu các bạn bắt được ngay cái thằng chủ lực của nó thì tem của nó gã liền. Các bạn đừng thấy như vậy mà các bạn vội, các bạn lại bán cái món trang bị full dam của các bạn nha. Quốc luôn thì Diêu, tao sợ mày lắm đó Diêu. Tao sợ mày lắm đó, nhưng mà sợ thiệt các bạn, sợ mới chạy chứ mà tao không sợ là quốc nó rồi. Quốc luôn chơi luôn, nó chỉ gọi là hù thôi các bạn, nó bắt đầu nhau thôi, đá xi nhanh thôi. Mình sẽ chạy qua đây các bạn. Mình hết mana rồi cho nên mình cũng không dám sung lắm các bạn. Còn chút xíu mana, mana gọi là MB đó các bạn, ống màu xanh xanh đó. Ok, mình sẽ đứng đây mình chờ các bạn, chờ một điều gì đó xảy ra. Và đập cái trụ luôn, không bể luôn. Trời ơi, cái số gì đâu nhỏ dữ vậy trời. Tán một cái thật là mạnh như vậy mà cũng không bể trụ luôn, tán như vậy mà cũng không xong luôn. Ok né nha các bạn. Chắc mình phải lên một cái giáp hồi sinh cho nó chắc chắn quá các bạn. Lỡ mà có hổ báo mà chết thì cũng không sao. Lên cái giáp hồi sinh luôn. Bây giờ mình sẽ canh này. Mình sẽ canh, mình bắt cái thằng AD các bạn. Không có bắt thằng nào nữa, cái trụ mid của nó banh canh này này. Đấy, cái trụ mid này banh rồi thì sẽ dễ dàng bắt thằng AD hơn các bạn. Đây đây, nó nằm ở đây đây. Nó nằm ở đây đây, nhảy vô mày chạy đâu AD. Bụng bự rồi AD ơi, chạy đi đâu. Tìm cái thằng này, đây đây này. Cái thằng Alai chết luôn các bạn. Rồi thằng Malok nó sẽ lên bảng luôn. Malok ơi, ăn tỏi không em? Lên bảng luôn. Rồi thêm một cái thằng Wonder Woman lên bảng luôn. Cái trận đấu sẽ kết thúc tại đây luôn. Và hôm nay là cái build đồ gọi là tiên về tốc độ đánh nha các bạn. Né ra và gọi lên bảng luôn, xanh cỏ luôn. Ok, thì mình thấy là cái bộ ngọc này và cái lối đánh và cái bộ trang bị này cũng khá là mạnh đó. Cho nên là bạn nào mà thích rồi đánh gọi là tốc độ bàn thờ
gọi là giả liên hoàn tán gì nữa, mình tốc độ thiên và tốc độ đánh, các bạn cứ lên theo cái biểu đồ này và cái bộ ngọc này các bạn sẽ đánh rất là thấm nha. Ok, và cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúc các bạn đeo găng hiệu quả với vị tướng Nagoth này nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha, bye bye.